Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thế giới tôn giáo đại đồng, không nên phân tranh. Tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp, để cứu chúng sinh lìa khổ tới chỗ an vui, cho nên ngày ngày giảng kinh thuyết pháp để quý vị khai mở trí huệ, hiểu lẽ nhân quả báo ứng, một sự thật trăm vạn lần đích xác. Hãy nhớ kỹ, không thể đi sai nhân quả, nếu không ắt đọa địa ngục, vĩnh viễn không lấy lại được thân người. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa giảng cho các quý vị về lợi ích của người nghe kinh. Nghe kinh để hiểu chân lý một cách minh bạch, đạo lý nào chưa hiểu sẽ được sáng tỏ. Hiểu rồi, lúc đó mới theo pháp mà tu hành và đạt được sự an vui chân chính. Tuần tự theo bốn bước tín, giải, hạnh, chứng mà tiến tới sẽ có cơ đạt tới cứu cánh. Chúng ta nếu hiểu được vấn đề này, ắt phải coi trọng Phật giáo, ắt phải ủng hộ Phật giáo, khiến Phật giáo mỗi ngày một lớn mạnh huy hoàng. Kế tục huệ mạng của Phật giáo chính là trách nhiệm của Phật giáo đồ. Bất cứ tôn giáo nào cũng nhằm vào hạnh phúc của chúng sinh, chứ không gây sự phiền hà. Đối với bất luận tôn giáo nào, chúng ta cũng không mang thành kiến, không bao giờ phê phán các tôn giáo khác là không cao minh bằng Phật giáo. Chúng ta phải lấy câu đạo tịnh hành bất tương bội làm nguyên tắc, phải nghiên cứu ý nghĩa các thứ tôn giáo để biết chỗ nào là sở trường, chỗ nào là sở đoản, chọn lấy cái gì hay để phát huy, để noi theo, nếu không sẽ bị thời gian đào thải. Có người hỏi tôi, ông thuộc tôn giáo nào? Tôi bảo tôi thuộc tôn giáo của chân lý, tôn giáo của người, tôn giáo của chúng sinh, tôn giáo của đại chúng. Bởi chúng sinh là người, người có thể thành Phật, cho nên Phật giáo là tôn giáo của người, tức là tôn giáo của chúng sinh. Phật giáo bao trùm cùng tận hư không khắp các pháp giới. Chúng ta phải nhận rằng hết thảy mọi thứ tôn giáo đều nằm trong Phật giáo, là một bộ phận của Phật giáo. Có điều, các tôn giáo họ không thừa nhận như vậy, đó là chuyện riêng của họ, chúng ta bất tất phải bàn đến. Điều cần là chúng ta hãy mở rộng bao la cái tâm lượng của chúng ta, bao quát cả vạn hữu, tận hư không biến pháp giới đều là sự biểu hiện của chân lý. Xin quý vị lưu ý cho, từ nay về sau chúng ta sẽ không phân biệt tôn giáo này, tôn giáo kia, họ phân biệt nhưng chúng ta không phân biệt. Phải có lòng như vậy mới có sự vui vẻ. Mọi bà nói bà hay, cùng nhau tranh luận chẳng hay ho gì. Chân lý là không sợ thử thách. Khoa học càng tiến bộ càng chứng minh rõ chân lý của Phật giáo. Người ta thường nói vàng ròng không sợ lửa lò, càng luyện càng sáng nước, càng đẹp mắt. Ha ha ha, 问什么的说